Di Đà Phật. Chào thầy và chào quý vị. A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi cuối cho hôm nay nha. Dạ thưa thầy, trước khi mà con bắt đầu bước vào hành thiền đó, là con chỉ lên trên YouTube con xem qua những cái bài giảng của Sư Long Làng Mai, rồi sau đó là có nhân duyên là con gặp những bài giảng của thầy, thì con cũng con không biết, lúc đầu con không biết là hành thiền như thế nào, là con cũng nhận một chút của bên Sư Ông Làng Mai, một chút của thầy, rồi con cũng có hành một ngày hai thời. Nhưng mà lúc đó thì con cảm thấy là thân tâm con nó thay đổi, và con chánh niệm, con định tâm, con tỉnh thức được, và cái bản thân của con cũng thấy cải thiện, mà gia đình con cũng thấy là con có tiến bộ, có thay đổi. Nhưng mà sau khi con đi khóa tu 10 ngày về, thì bên ban tổ chức có nói con là phải bỏ hết tất cả những cái gì mà hồi giờ mình hành thiền, mình hành trì, thì giờ bỏ hết, chỉ tập trung vào học ở đó. Nhưng mà sau khi con về thì con cảm thấy là con nhận biết là mình bị trục trặc, bị cái gì đó con không hiểu, mà tâm con thì không có chánh niệm được, mà con cũng thiếu tỉnh thức, mà người nó mệt mỏi, suy tư nó nhiều, nói chung là nó không giống như trước khi con đi khóa tu về, mà con biết là mình bị cái trục trặc hay bị cái gì đó, nhưng mà con không hiểu là con bị cái gì. Cho nên là rồi khi đó thì ở cái chỗ con đi khóa tu đó thì bảo là phải bỏ hết những cái hành trì đó, chỉ tập trung theo một hướng, một cái sự chỉ dẫn ở đó thôi. Nhưng mà bây giờ thì con cảm thấy nó không ổn, mà giờ con cũng không biết là bỏ ở đó để tập trung vào theo thầy hướng dẫn, thì cách của thầy hướng dẫn thì con cảm thấy con hành được, con áp dụng được, mà con cảm thấy có tiến bộ. Bây giờ con đang đứng ở giữa vừa tịnh độ rồi thiền bên này thiền bên kia, nên là con bị rối đó. Cho nên là mỗi khi mà con ngồi xuống, con tới thời công phu con ngồi xuống là cái tâm con nó cũng bị loạn, mà con sợ không biết là có bị tẩu quả nhập ma, hay là nó bị rối, hay nó bị cái ảnh hưởng gì không, mà con sợ. Thì cũng có một con cũng có quen một vài quý thầy kêu là thôi tu tịnh độ không thôi, chứ tu thiền rồi nhiều khi không biết nữa, rồi bị khùng khùng điên điên, nên là cái này con sợ, con xin thầy là hướng dẫn cho con để con có một cái con đường đi cho nó rõ ràng và thẳng đường mình đi thôi, nó không còn nghi ngờ hay e ngại hay sợ hãi gì nữa. Con A Di Đà Phật, con nhờ thầy hướng dẫn giùm mấy con. Xà thú, xà thú. Tốt rồi. Rồi, kính cảm ơn cô. Đại chúng nghe câu hỏi đó rõ không? Dạ, con cũng nghe câu hỏi rất là rõ. Và đây là một câu hỏi mà đối với cái thời đại hiện giờ nó mang tính chất rất là phổ cập, mà nó là giống như cái chứng bệnh thời đại của người tu tập luôn. Bởi vì thông tin chia sẻ, giảng pháp, pháp môn một cách rất là dễ dàng chúng ta có thể tiếp xúc được. Mà nếu như cái vấn đề tâm linh mà quá dễ dàng để chúng ta tiếp xúc, và chúng ta không có chọn lựa mà đưa vào cái thân tâm mình giống như con chuột để mình thử á, thì nó lại bất cập hại. Cho nên câu hỏi này là cũng cảm ơn cô. Kính thỉnh đại chúng, chúng ta quan sát lại mình, có phải mình cũng từng thắc mắc như vậy không? Không biết tu cái pháp môn nào cho nó chất lượng, nó đi thẳng một đường mà không phải là tà pháp, và làm sao nó có được cái hiện tại lạc trú, nó có cái niềm vui tu tập để mà mình đi cho nó lâu dài, nó bền vững hơn. Và trong cái câu của cô hỏi ấy, là cái pháp môn mình tới đó hành trì, là chỗ đó họ nói phải bỏ hết tất cả những pháp môn trước ra, nếu không là rất là khó khăn để mà tiếp nhận, cũng như là nó khó khăn sau này mà họ không có giúp được. Thì họ nói như vậy thì nó có lý hay không? Chúng ta nghe nha. Bây giờ quý hành giả có từng nghe có nghệ sĩ Phùng Há không? Không biết hả? Nghệ sĩ Phùng Há nó là nổi tiếng, là người Việt gốc Hoa đó. Bảo là tổ của cải lương nè. Nào bây giờ cô, bây giờ cô Ngân vừa phùng vừa há thôi coi. Cô có thể chưa được phùng vừa há được không? Dạ không. Làm sao được? Mình phùng lại, mình phải ngậm miệng lại, mình phùng cái không khí nó ở trong miệng mình.
rồi mình há là không khí nó bay ra hết. Cái cơ thể vật lý này nó không cho phép mình làm hai việc cùng lúc như vậy. Con nhắc tới cái kiểu phùng há thì vui thôi, chứ mà cái cơ thể vật lý này nè, nó không cho mình làm được hai cái việc phùng há trong một cái miệng giống nhau vậy. Một là phùng, hai là há, chứ không thể vừa phùng mà vừa há. Có cái loại bệnh nào mà nó cho phép mình uống hai cái loại thuốc từ hai cái đơn thuốc khác nhau không? Không, vậy mình uống cái thuốc của bác sĩ này thì mình không được uống bác sĩ kia. Mình uống thuốc Tây thì mình không được uống thuốc Nam. Đi vào uống thuốc Tây cái bác sĩ thì họ có cho mình uống thuốc Nam không? Và ngược lại, không. Uống thuốc nào uống thứ cùng lần thôi à. Đây. Vậy con ngăn lấy hai mắt của mình nhìn hai bên này coi. Dạ không, không, không được thầy. Trong này ai... trong này ai có hai mắt mà nhìn hai bên được. Làm con coi thử coi. Cái này là con nói chuyện nghiêm túc đó nha, nói thật đó, để chúng ta hiểu cho nó thấu đáo. Cho nên chúng ta không hiểu được là chúng ta tu lòng vòng lắm. Nó là câu hỏi kinh điển mà, không phải câu hỏi vừa đâu. Miệng mình không phùng há được, bệnh mình không thể uống lần hai loại thuốc khác nhau từ hai cái đơn thuốc được. Mắt mình không có thể nhìn lần hai con ra hai hướng được, mà nếu có là bị bệnh rồi đó nha. Hai chân của mình không thể một lần đi hai hướng, hai tay của mình không thể một lần nghe hai thứ. À, con nói nghiêm túc. Rồi cái khả năng tâm của mình á, cái khả năng chú tâm của mình á, là bây giờ nè, vừa nghe con nói nè, vừa nghe thầy nói nè, mà vừa nói chuyện với người nhà luôn, thì mình có thể có được cái thông tin chắc chắn từ hai thứ không? Hay là mỗi thứ một chút, không có được cái nào cụ thể luôn? Tâm mình chứ có thể một lần nó chú được vào một thứ thôi, hay là nó có thể chú được nhiều thứ khác nhau? Rõ ràng là có một thứ thôi mà, đúng không? Dạ. Yeah. Có thể vừa tập trung nghe thầy giảng mà vừa suy nghĩ không? Dạ thưa không. Không thấy được. Như vậy đó là con đang nói cái bản chất của cái cơ và cái cơ chế hoạt dụng của cái thân tâm này nè. Nếu mà chúng ta hiểu được cái cơ chế hoạt dụng và cái bản chất của nó, tức là ta đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu mà ta hiểu được cái cách nó hoạt dụng thì ta sẽ dùng nó theo cách ta muốn, tức là ta sẽ tận dụng được cái giá trị của nó phục vụ cho ta. À, nếu không thì nó sẽ sao? Uống thuốc mà không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì nó phản tác dụng. Mà dĩ nhiên ta biết là tác dụng của uống thuốc, cái mà ta nghĩ nó trị bệnh, mà cuối cùng ta đọc kỹ, ta đọc nó chưa kỹ mà ta dùng thì nó lại tạo ra bệnh, còn nặng hơn cái bệnh mà chưa uống thuốc nữa. À, còn đối với đó là nói cái thân cái tâm thôi. Ở trong cái chuyện học hành nó cũng vậy. Thập niên đăng hoãn, tức là 10 năm đèn sách thì sao? À, thì mới nhất cử thành công. Mình học cái này cái kia lan man, sau tâm mình thuộc lòng thứ, tập trung thứ. Các nhà khoa học ngày nay thì người ta giỏi chuyên ngành thứ thôi. Thế giới mà nó càng hiện đại thì cái mức độ chuyên ngành nó càng nâng cao. À, cái sự chuyên ngành, cái sự chuyên môn hóa nó càng cần thiết. Phải vậy không? Trong nghề nghiệp cũng vậy, ngoài đời mình nói như sao? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Vì sao cái thân nó vinh? Bởi vì cái nghệ nó tinh. Nhưng mà làm sao để cái nghệ nó tinh? Có thể có nghệ nó tin bằng cách mình học nhiều cái nghề cùng một lúc mà nó tin không? Tin không là cô Ngân à? Dạ thưa không. Không, mình không thể học nhiều nghề cùng một lúc mà mình tin được tất cả các nghề đó được. Vì vậy mà mình phải làm sao? Muốn tin thì mình làm sao? Mình phải chuyên nhất một cái nghề thôi, thì nó mới chuyên tin được. À, nghề mà nó tin rồi thì tự nhiên thân nó vinh. Bởi vì đời này nè, đời thì sao? Quý hộ tinh, mất quý hộ đa. Cái gì mà nó tinh thì nó quý, còn cái gì ai cũng có, cái gì đâu quý. Nếu mà trên thế gian này chỗ nào cũng có vàng thì mình sao quý được. Mà cái gì nó làm cho mình tinh chiên, cái định. Mà cái gì nó làm cho mình tạp loạn, cái tử lòng tham. Ở đời á, cái người thành công thì ít, còn người thất bại thì nhiều. Vì sao vậy? Vì đứng núi này trong núi nọ, cỏ bên kia đòi lúc nào cũng xanh hơn bên đây đòi. Mà cái gì nó khiến cho mình chân thì đứng ở đây mà mắt thì nhìn qua bên kia? Lòng tham. Này mới biết cái kẻ tham lam trong cuộc đời này á, rốt cuộc chẳng đi về đâu cả. Trong đó có người tu luôn.
Trong tu hành nó cũng vậy. Khi quý vị mà chuyên nhất á, tức là quý cái hồ tinh hơn là cái số lượng mà quý cái hồ đa ấy, thì nó nào có mới có hiệu quả trong cái chuyện hành trì pháp hành. Trong tu hành á, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, một môn thôi mình tu cho trường thời, hết lòng vào, thì cái đó là giống như ngoài đời, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chứ không phải lâu lâu thiền, lâu lâu tịnh, rồi đâu lâu thiền tịnh xong tu, rồi lâu thiền mặc tịnh. Họ chứ thầy đang dạy tụi con thiền tịnh xong tu chứ gì? Dạ thưa, thiền tịnh xong tu của thầy Ngộ Phương giảng, không giảng mà dạy, không phải là vừa tu thiền vừa tu tịnh. Lâu lâu cái tu thiền, lâu lâu cái tu tịnh, lâu lâu cái thiền tịnh cùng với nhau tu. Dạ thưa không phải vậy. Mà cách của con là lấy cái hiểu của thiền mà công phu vào cho cái tịnh, tức là lấy cái lý mà hành cái sự, sự lý nó viên dung thì công phu nó mới thành tựu. Mà cái sự cái lý đây là gì? Cái sự ở đây tính là niệm Phật bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Cái lý ở đây là phải đạt đến cái chỗ nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó có khác gì thiền? Thì niệm Phật bằng miệng nó có khác gì là sự? Lý là gì? Lý là nhất tâm bất loạn. Sự là gì? Sự là chuyên nhất một câu, niệm cho đến cùng. Còn cái sự là mình phải niệm. Mà niệm cái gì? Niệm A Di Đà Phật. Chỗ này là ứng dụng cái trí tuệ, cái lý của cái thiền lên cái sự công phu. Chứ nó không có cái chuyện lâu lâu cái ngồi thiền, lâu lâu cái niệm Phật, rồi lâu lâu cái rồi vừa thiền vừa niệm. Dạ không. Khi mà mình niệm thì A Di Đà Phật cái niệm to ra, hoặc là niệm thầm, hoặc là khi mà mình không niệm nữa thì mình hít vào A Di, thở ra Đà Phật, vẫn lấy câu A Di Đà Phật hàng ngày, đi đứng nằm ngồi mà bám vào cái đề tài đó. Khi mình ngồi xuống niệm to ra, nếu mà vọng niệm nó nhiều, nếu mà tĩnh lặng xuống A Di Đà Phật, nếu mà tĩnh lặng nữa thì tự nhiên cái câu A Di Đà Phật nó mất, chỉ còn hơi thở. Nếu càng tĩnh luôn thì hơi thở nó mất, là chỉ còn cái biết, cái sự rỗng lặng. Và cứ như vậy vào sâu hơn. Thì thiền là cái cách để cho mình tu tịnh, chứ không có phải lấy cái niềm tin và cái mê tín mà hiểu sai chánh pháp mà tu trì. Ý của con là lấy cái thiền, lấy cái hiểu chánh pháp để mà tu tịnh là chỗ đó đó, chứ không phải đơn thuần là lấy niềm tin không. Bởi vì quý vị là trí thức, là hiểu biết, nó quan trọng. Vậy cho mình ứng dụng cách sao? Ở trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói từ 1 ngày đến 7 ngày là đạt được cái nhất tâm bất loạn, chắc chắn được vãng sanh. Trong cái nguyện thứ 18 là trước khi mất 10 niệm liên tục thì nhất tâm bất loạn ở đây là ít nhất cũng phải được 10 niệm đó, thì chắc chắn Đức Phật sẽ đến rước đi. Tâm bất loạn là tâm gì? Tâm thiền. Con không thể nhất tâm bất loạn bằng cách vừa niệm danh hiệu A Di Đà Phật, vừa niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc là vừa niệm A Di Đà Phật và vừa niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Bộ chẳng phải lâu lâu thì niệm Bồ Tát rồi thì niệm Phật sao? Dạ đúng như vậy, nhưng đó không phải là đang một pháp hành sâu sắc và chi tiết, mà đó là đang để đi vòng ngoài cho cái tâm của mình nó có nhiều hơn một đối tượng để nó trở về với hiện tại thôi. Con nói như vậy để chúng ta thông cảm, mà chúng ta hiểu là thầy Ngộ Phương dẫn chúng ta tu tập từ ngoài vào trong, từ cạn vào sâu, từ thô đến tế như thế nào nha. Cho nên có nhiều người hỏi á, hỏi thế này nè, là chuyên tâm niệm Phật A Di Đà thì Đức Quan Thế Âm có tức giận mình không? Hoặc là chuyên tâm niệm Phật Quan Âm với Đức Phật A Di Đà không vui thì sao? Cái này có không? Tôi từng nghĩ như vậy không? Vì sao mà mình sợ Bồ Tát giận khi mà mình không niệm Bồ Tát? Vì cứ si bụng ta là bụng người. Bởi vì bụng ta là bụng gì? Ai quên mình, ai không nhớ mình, ai nghĩ tới mình, ai không nghĩ tới mình, ai không để ý quan tâm tới mình thì mình sao? Mình liền giận. Mình liền khó chịu, mình liền bực tức. Mình thậm chí mình còn nói đáng đời, đáng kiếp. Bởi vì không nghe tôi, không tin tôi, không theo tôi. Nhưng cái bụng của mình là bụng gì? Bụng phàm phu. Còn cái bụng của chư vị là cái bụng gì? Cái bụng của bậc thánh. Cho nên
suy luận như vậy á, là không những không đúng mà còn tội lỗi nữa. Cái tội là cái tội gì? Cái tội nghĩ là người khác cũng xấu giống như mình. Cái tội mà mình cho chư bậc thánh hiền cũng là thấp hèn phàm phu bé nhỏ giống như mình. Mình xem thường người đời thôi đã có tội rồi, huống hồ gì rồi mình xem thường thánh hiền. Cái tội nó chắc chắn là nặng hơn. Nhưng mà có một thực tế thì chư vị Bồ Tát, chư vị Phật, những vị thánh hiền đó, họ không hoan hỷ với mình đâu nếu như mà mình niệm một lần mà hai ba thứ. Vì sao vậy? Vì họ biết mình còn tham. Mình tham mình mới nghĩ là niệm nhiều để được gì? Được thương nhiều. Tham mới muốn hơn một người để ý tới mình chứ. Để đời ở ngoài kia mình làm sao, mình vô đây mình tu mình làm vậy. Ngoài đời mà càng nhiều người để ý mình, càng nhiều người khen mình, ủng hộ mình, tin cậy mình, thì mình càng thích. Để vào tu cũng vậy, niệm Phật này, Phật kia, Bồ Tát này, Bồ Tát kia, à tu chỗ này chỗ kia để chi? Để cho nó sum vầy, nó ấm cúng, ấm áp. À, người này bỏ mình thì còn người kia cứu mình. Nên như vậy cho chắc ăn, đảm bảo, mua bảo hiểm y tế với công đức và tâm linh. Nhiều Phật và Bồ Tát thương mình hơn thì mình cảm giác an toàn hơn. Thực tế thì tới chừng khi lâm chung không còn nhớ được ai cả. Đấy là một đại nạn, uống cả một đời tu, dù là tâm tu mình tha thiết. Này quan trọng lắm nha. Có cái gương hạnh của ngài Ấn Quang Đại Sư á, ngài ở đó, cái chùa Tua Châu ở núi Linh Nham á, bước vào cái thất tu của ngài á, đặc biệt là khi mà ngài bế quan để mà tu á, thì ngài chỉ có một tượng Phật nhỏ, tượng Phật A Di Đà rất nhỏ, không có tượng Quan Âm, không có tượng Thế Chí hai bên luôn. À, và ngài trang trí cái bàn thờ Phật với Đức Phật A Di Đà, với cuốn kinh A Di Đà, với cái sâu chuỗi niệm Phật, không có một cái gì khác. Đó có phải là một tấm gương để anh chị một pháp môn tu, một lòng chí thành đi thẳng cho những người hậu học của chúng ta vốn là loạn tâm sau này không? Mà ngài là hóa thân của vị Bồ Tát Đại Thế Chí. Cái chiêm nhất là rất quan trọng. Nhưng mà mình á, mình đi tu chỗ này chỗ kia, hoặc là mình nghe quý thầy giảng là phải học kinh học điển rất là nhiều để mình tu nó mới có theo chánh pháp. Thì cái chỗ này là chỗ quan trọng là quý Phật tử phải phân biệt cho được cái pháp học, cái pháp hành và cái pháp thành nó rõ ràng mà con chia sẻ bữa. Tu á, cái quan trọng nhất là để chứng quả, để đắc quả. Mà trong cái đắc quả, cái chứng quả đó, cái quan trọng nhất á, là cái pháp hành. Cái pháp hành đó là đứng đầu quan trọng. Bây giờ cái pháp học là chúng ta đang học nè, đang học để anh chị, để chúng ta tăng trưởng cái niềm tin và cái chánh kiến thôi. Chứ còn chư tổ, chư Phật á, các vị thầy giác ngộ rồi á, thì cái đó mình học thì tốt. Nhưng mà cái pháp hành á quan trọng hơn nhiều. Một bộ kinh, một tượng Phật, tụng niệm đi đứng nằm ngồi, đó chính là đi thẳng vào pháp hành. Mà phải kiên trì, phải bền bỉ nó mới có sự chuyển hóa. Để dễ hiểu con nói thế này nè. Ví dụ như 5 năm học đầu tiên á, thì chúng ta có 70% là pháp học, 30% pháp hành. Ví dụ như đệ tử xuất gia con bây giờ đó, học nhiều hơn tu. Rồi 5 năm sau thì ngược lại, tu nhiều hơn học. 70% là tu, 30% là học. Giờ tuổi của họ là tuổi phải nghiên cứu Đông Tây, kim cổ, giáo lý, trường phái này, trường phái kia, để mình chọn lựa ra con đường chân chính, để mà khi mình đi không bị lạc, mà còn dạy cho người nữa. Cho nên cái học một giai đoạn nào đó nó quan trọng hơn cái hành, nhưng không được quan trọng theo kiểu là không có cái hành luôn. Hoặc dưới 30 tuổi thì pháp học có là khoảng 70%, còn lại là, và nếu như trên 30 tuổi thì cái pháp hành phải trên 70% và pháp học 30% thôi, ví dụ vậy. Và cũng có nhiều người họ vừa học và họ vừa tu, 50% học, 50% hành, là họ vừa học giả mà vừa hành giả. Nhưng cũng có thể là mình học 30% thôi, còn mình hành từ lúc bắt đầu học Phật là mình hành 70%. Có người này là họ học và để họ tu, hoặc là có người họ 99% thôi là họ hành, tức là họ chuyên tu, nhưng mà vẫn trừ 1% là sao, vẫn biết con đường nào để mà hành, tức là vẫn có học ít nhất, chứ không phải tu mù là nguy hiểm lắm, nhất là dẫn dắt người khác nữa sai cái chánh kiến đi.
Thì mình tu nhiều á, nhưng mà chỉ cần học, nhưng mà học một cách chánh kiến thôi, thì vẫn có thể là đắc pháp, đắc được cái pháp thành đắc đạo. Tu mà không học gì luôn thì tu mù rất nguy hiểm. Còn học không á, mà không có tu gì cả luôn á, thì không nguy hiểm gì hết, nhưng mà thật ra thì cũng không có lợi ích gì hết. Nếu như mà mình không có đi sai cái nhân quả thì mình cũng không có bị cái tai hại gì, nhưng mà để có cái lợi ích từ con đường tu á, mà mình chỉ học thôi chứ mình không có hành á, thì không có lợi ích gì cả. Học Phật là để giác ngộ, nếu không vì giác ngộ á, thì không phải đích thực học Phật. Dù là bên ngoài có vẻ giống giống như học Phật, thực ra là chỉ đang đọc về Phật thôi. Mà cái máy vi tính ngày nay á, nó đọc tốt hơn mình nhiều lắm, bởi vì nó chứa hết tất cả những gì mà Phật nói trong đó, mình đâu có chứa được. Học Phật thì dĩ nhiên là sao, lớp học có hành phải đi đôi. Nhưng mà mình phân biệt được là học Phật tức là sao, là pháp môn vô biên, thiện nguyện học, cái đó gọi là pháp học đó. Nhưng mà pháp hành là phải sao, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Tới chừng nào mình chưa nguyện đoạn cái phiền não mình thì mình học Phật á, thì chẳng qua mình đang đọc về sách của Phật thôi chứ mình chưa có hành. Chừng nào mình chưa hành thì chừng đó mình chưa có kết quả gì chơi. Để muốn đoạn được phiền não thì phải sao, phải có pháp hành. Vậy còn nói pháp hành là rất quan trọng. Mà quý vị nên biết không có một pháp hành nào mà không qua con đường nhất tâm bất loạn, tức là phải qua giới rồi qua định hết trơn. Pháp hành nào cũng vậy đó, dù là pháp hành bằng niềm tin là có vẻ giống như dễ hiểu nhất của tịnh độ đi, vẫn phải qua nhất tâm bất loạn mới được đi về Tây phương cực lạc. Mà đến nhất tâm bất loạn mà nay thầy này mai thầy khác, nay kinh này mai kinh khác, nay pháp này mai pháp khác, nay đạo tràng này mai đạo tràng khác, nay tịnh mai thiền mốt mật, thì tâm mình làm sao định được. Đó là ta đang học chứ không phải là ta đang hành. Vậy làm sao biết thực sự là mình có pháp hành hay chưa? Làm sao mình biết được? Hãy thử thử mình có chuyên nhất một cái pháp môn trường kỳ nào chưa. Có pháp môn rồi nhưng mà trường kỳ chưa. Nếu chưa trường kỳ thì mình cũng đang dạo dạo tu dạo chỗ này chỗ kia thôi. Trường kỳ là bao lâu? Trường kỳ là cho đến khi nào nó có kết quả. Tại sao mà mình mong muốn kết quả nhanh vậy? Bởi vì tâm mình vội vàng. Mà vội vàng là sao? Dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì không được. Càng vội tu á, thì càng thối chí. Người tu đạo á, thì nhiều, mà người ngộ đạo, đắc đạo, chứng đạo á, thì ít. Nên cái bí mật của cái pháp hành á, là quý ở cái chỗ, cái vị biết là chỗ gì không? Cái gợi ý nè, là trong ngũ căn ngũ lực á, là nó có cái tính tấn niệm định huệ. Mà trong bát chánh đạo nó cũng có cái gì, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì quý vị biết cái nào trong những cái chi phần này không? Đó. Cái pháp hành nó quan trọng, cái bí mật tu có pháp hành để cho nó đạt được kết quả là cái gì quý vị biết không? Chánh tinh tấn. Tức là trong tính tấn niệm định tuệ đó, cái tấn đó, tức là cái bền bỉ làm đi làm lại miết một thứ cho chín mùi thôi. Chứ không phải đứng núi này trong núi nọ. Như vậy là không có được cái lợi ích gì đâu, đứng núi này trong núi nọ, ngoài đời cũng vậy, vô trong đạo cũng vậy, thì chúng ta không bao giờ có lợi ích. Cho nên cái chỗ này á, khi mình tu tịnh độ cùng với thầy á, để lại kinh nghiệm thì chúng ta để ý, chúng ta chỉ nên có một cái tượng Phật A Di Đà nào đó mà mình cảm giác mình nhìn vô mà mình thấy thích, hoặc là cái hình ảnh, hoặc là cái bức tượng A Di Đà Phật mà mình thích nhất, và đi đâu mình cũng mang nó theo và mình thường xuyên nhìn nó. Và lại nếu như mà cái bức nó to quá mình để trên thì mình chụp hình làm nhỏ lại để trong cái bóp của mình, hoặc là mình đi du lịch mình có thể mang nó theo, thậm chí là để màn hình điện thoại nhìn qua cái màn hình Đức Phật A Di Đà đó, khi mở điện thoại lên là thấy ngài. Và khi tụng bộ kinh thì mình chọn một bộ kinh nào đó của tịnh độ, một bộ thôi, mình tụng làm cái bộ chính, những cái kinh còn lại lâu lâu vẫn tụng, nhưng cái bộ chính yếu là cái bộ kinh mình chọn phải là cái chỗ mình hành trì thường xuyên miên mật và chuyên nhất. Bởi vì nếu mình không có chọn một hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, lâu lâu mà mình muốn nhìn hình màu A, lâu mình muốn nhìn hình màu B,
À, hình Đức Phật A Di Đà kiểu A kiểu B, cuối cùng mình không có biết cái kiểu nào để mình nương tựa cái lúc mà mình lâm chung cả, thì cái điều đó là một đại nạn. À, lúc đó mình không biết cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà là hình tượng nào, hàng ngày mình thờ nó sinh cái tâm nghi, và đến đó ma nó sẽ dẫn đường mình đi, nó phiền phức và nó to lớn lên cho mình nhỏ đâu. Thì cái tâm niệm Phật chúng ta phải nhớ là phải chuyên nhất niệm một thứ thôi, một danh hiệu thôi, thờ một tượng Phật hình ảnh thôi, và tụng một bộ kinh đặc biệt, và những bộ kinh khác vẫn tụng nhưng không có sự đặc biệt giống như bộ kinh đó. À, cái tâm niệm mà nó chuyên nhất á, thì không có cái gì hơn là một pháp môn mà cho thâm nhập. Mà chúng ta biết ái bất nhiễm bất sanh ta bà, tâm bất nhất là bất sanh tịnh độ. Rồi bây giờ cô Ngân, Dạ vậy thưa thầy là cô Ngân bây giờ đi lấy hai cây bút với hai cái tờ giấy giúp thầy về được không? dạ được Dạ rồi, có hai cây bút dạ. nào. Rồi bây giờ cái hai tay cầm hai cây bút và đặt lên hai tờ giấy đi. Rồi làm chưa? Dạ làm rồi ạ. Rồi tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn. Dạ Còn không một được lúc, không, cứ làm đi, cứ làm một lúc đi, làm một lúc nha, không phải làm hai lúc nha. dạ nó không ra được rồi. Đâu rồi, dơ coi coi. Cái hình bên bên hình vuông á thì nó tròn, nó cong cong, mà hình tròn thì nó không không đều nhau được. Bên thì tròn thì bên này nó cũng tròn theo. Coi kỹ lại đi coi. Cái bên Và mà thầy kêu là hình hình vuông, à, thì nó tròn, vuông hình tròn, bên bên thì nó hơi vuông à. Quý vị hiểu rồi chứ à. Quý vị hiểu con muốn nói gì chưa? Con Ngân hiểu thầy rồi chứ hả? tròn. Dạ con thưa thầy là con hiểu, nhưng mà vậy thì bây giờ con ý con muốn là ngày ngày xưa con rất là tri ân thầy, là khi mà con rơi xuống hố sâu và đau khổ là nhờ những cái lời pháp của thầy, mà giống như là hồi chuông để vực con dậy. Con nghe đi nghe lại những cái bài pháp của thầy là giống như là thầy những cái bài pháp đó là dành riêng cho con vậy, thầy nói tới đâu là con thấm tới đó, thì con giác ngộ rồi con tỉnh ra là từ nhờ những cái lời pháp của thầy. Thì con tại vì con ở nhà thì con cũng cứ đi lên trên YouTube rồi cứ học thầy này một chút thầy kia một chút, con cũng hành nhưng mà con cũng thấy tâm con nó cũng an lạc, cho nên là con muốn đi học từ căn bản để mình hành trì. Nhưng mà sau cái khóa đi học đó về thì con lại thấy mình lại bất an hơn, thì bây giờ con muốn dứt ở bên đó là con tập trung vào vào một hướng của thầy. Nhưng mà con cái mà con lo là không biết là nó có vướng bên này với bên kia nữa hay không, là con mới thắc mắc cái chỗ đó, để con muốn đi một đường cho nó thẳng nó rõ ràng để không sanh tâm nghi ngờ hay là lo lắng trong cái thời Đó, thời khóa mình hành trì. Dạ thưa thầy. tức là bây giờ đó là mình lấy cái ví dụ hồi nãy đó ha. Nếu như mình Dạ còn đặt hai chân vào hai nơi thì mình không có tới đâu hết. Lấy hai mắt mình nhìn hai thứ thì mình sẽ bị bất thường. Cái tay mình vẽ một cái muốn vuông có thể là tròn, rẽ muốn tròn, muốn vuông. Cho nên mình đi tu dạo là nó không có tới đâu hết. Cho nên bây giờ hễ tới đó là người ta nói bỏ. Mình có cảm giác là tại sao họ cục bộ vậy, nhưng mà không phải. Vì cái tâm của mình nó không có thể sử dụng một lần hai thứ khác nhau. Cho nên phải hiểu họ. Và khi mình về đây mình tu với thầy cũng vậy. Thực ra cái phương pháp tu không quan trọng, cái cách thức mà mình tu ở trong cái phương pháp đó mới là quan trọng. Cách thức đó là cái gì? Hết thân tâm trọn vẹn vào trong khoảnh khắc hiện tại này. Khoảnh khắc này chỉ có một thôi, nhưng mà tâm mình nó còn. Cái pháp tu quá khứ, cái hình ảnh pháp tu quá khứ, cái thói quen hành trì quá khứ, nó khiến cho thân tâm mình không hết lòng với cái phút giây hiện tại. Thành ra nó chia hai cái con người mình ra. Thành ra cái gì mà nó chia hai á, cái muốn tròn thì nó vuông, cái muốn vuông thì nó tròn. Cái chỗ này á là con kính chia sẻ cho cô Ngân với đại chúng cùng nghe nha. Thì chúng ta phải có cái hiểu đặc biệt cái chỗ này nha. Là chúng ta tự động mở lòng đã được, và chúng ta mở lòng nó được thì nó không có khó khăn. Thì kính thưa quý đại chúng, vậy cái pháp môn nào á là pháp môn xứng đáng với mình tu nhất? À, cái câu hỏi của cô Ngân á là đi đến cái chỗ này á,
Tức là bây giờ bên đó không biết tốt không, ở bên này hay là bên này tốt hơn, và cái chỗ nào là cái xứng đáng để mình đi thẳng mà không có đi quẹo, mà nó lợi ích thực tế hiện tại luôn, và đi đâu. Và quý vị nghe và thấy con rõ không ạ? Dạ thưa rõ À, dạ tốt rồi. Thì ở trong kinh Nikaya đó nha, Đức Phật nói trong bài kinh Sanyutta Nikaya 35-149 là bài kinh Anatta Nibbana Samaya Sutta, ngài nói là này các tỳ kheo, ta sẽ chỉ cho các thầy một cái phương pháp mà đi thẳng đến Niết Bàn. Một cái phương pháp mà đi thẳng đến Niết Bàn. Thì cái phương pháp đi thẳng đến Niết Bàn là phương pháp gì? Quý vị nghĩ với Đức Phật chỉ cái phương pháp đi thẳng Niết Bàn là phương pháp gì, quý vị biết không? Bhikkhu, Chakkhum, Anattati, Passati, Rupa, Anattati, Passati. Chakkhu Vijñānam, Anattanti, Passati. Chakkhu Sampasso, Anattanti, Passati. Tức là ở trong cái thấy, chỉ có cái thấy khi mắt mà nhìn cảnh và sinh ra cái nhãn thức, là cái ý thức của mắt là cái cảnh đó, thì và cái sự tiếp xúc của mắt qua cảnh đó, tất cả cái tiến trình đó là vô ngã, thì đó pháp môn đi thẳng tới Niết Bàn. Vậy thì thiền bên kia hay tịnh độ bên đây nó có phải là pháp môn chưa? Hai pháp môn nó có phải là tu pháp môn nào không biết, nhưng mà mình cũng phải lấy tai mắt mũi lưỡi này mình mới tiếp xúc với sắc thân được vị xúc pháp ngoài kia, và mình biết được ở trong cái mắt này với trong cái cảnh trần ngoài kia nó là vô ngã không. Cái pháp môn nào cũng phải hàm chứa cái lời dạy này của Đức Phật cả. Rồi ở trong kinh Samyutta, bài kinh có pháp môn 138, Đức Phật dạy này: tỳ kheo, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn, ngoài biện luận, thì có một cái pháp môn nào và mình biết rõ được mình tu đã thành đạo, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm đã cần làm và không còn trở lại thế gian này nữa. Có pháp môn nào đi thẳng tới con đường đó và ấn chứng được điều đó không? Ở đây này các tỳ kheo, có pháp môn đó. Pháp môn đó là khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm khi mắt của mình nó thấy sắc á, thấy hình tướng á, thì hoặc nội tâm của mình có tham sân si, mình biết rõ nội tâm của mình có tham sân si, hoặc nội tâm của mình không có tham sân si, mình biết rõ nội tâm của mình không có tham sân si, thì đó là pháp môn. Vậy ở trên á, bên ngoài mình tiếp xúc mình thấy mình với vật vô ngã, bên trong á thì mình thấy gì, trong tâm mình á, khi nó có tham sân si thì mình thấy, khi nó có không có tham sân si mình cũng thấy. Và tu quen ca 10 ngày hay tu tịnh độ vãng sanh hay tu chánh niệm của phương pháp của ngài Nhất Hạnh, thì có phải mình lấy thân tâm này mà mình nhìn thẳng vào, mình rõ vào, để khi có tham thì mình biết, để khi không có tham mình biết không? Hoặc khi mình lấy mắt mình tiếp xúc với cảnh bên ngoài mình biết đó không có cái tôi nhìn, và ở trong cái sự tiếp xúc của cái tiến trình sinh diệt của tâm đó, nó phải là một tiến trình vô ngã không? Cái pháp môn nào cuối cùng cũng phải tu quan đường hết trơn. Còn niệm Phật hay thiền cũng chỉ là một cái bước đầu tiên để cuối cùng rồi mình rọi vào cái thực tại của con người ngũ uẩn thân và tâm này. Đó, đó là cái con đường đi thẳng tới Niết Bàn đó. Nhưng bây giờ mình tu mình muốn không có đi thẳng Niết Bàn mà mình vẫn có an lạc hiện tại thì làm sao? Thì cái câu này á là quan trọng. Thì câu này Đức Phật có dạy trong Anguttara 106, tôn giả Anan. Tức là kinh, bài kinh về Ananda luôn. Thì Ananda mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, lúc đó Đức Thế Tôn mới ở Kosambi á. Là bạch Đức Thế Tôn, con đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi con xin hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi này, đó là bạch Đức Thế Tôn, có pháp môn nào mà nhờ cái pháp môn đó các tỳ kheo chúng con tu mà được an ổn ngay bây giờ? Bây giờ chúng ta tu chúng ta phải có an ổn chứ, chưa có tính đến cái chuyện xa vời của sự giải thoát, phải có an ổn. Đức Phật chỉ này rất gần gũi, và nếu như mình chưa có an ổn thì mình làm những cái điều này chưa có được. Tại vì muốn an ổn thì hãy làm những điều này. Này Ananda, khi nào các tỳ kheo an ổn? Khi các tỳ kheo, một là đầy đủ giới, hai không làm phiền hà người khác, ba tự quan sát thân tâm của mình, đừng quan sát ai hết. Ba cái điều này là nền tảng căn bản của một người tu mà ở hiện tại có bình an. Rồi muốn vượt lên trên cái bình an nó thẳng tới Niết Bàn thì mắt thấy cảnh, tiến trình tâm là vô ngã, thì nội tâm có tham sân si biết, nội tâm không có tham sân si biết,
đó là quán thân thọ tâm pháp. Đó, từ cái bình an đến cái giải thoát, kinh của Phật chỉ rõ ràng không có pháp môn nào cả, tất cả một pháp môn chỉ là hình thức để cho tâm của một chúng sanh nào đó phù hợp với vị thầy đó, với môi trường đó, cảm giác đó, để mình đi vào sâu hơn cách con mắt của mình thấy cảnh, đi vào sâu hơn cách là mình thấy được tham sân si trong lòng mình à, bao nhiêu, và mình chuyển hóa nó nhanh hay chậm thế nào. Khi mình hiểu được điều đó rồi thì mình tu một cái gì, mình tu một cái thôi, và mình tu cho sâu vào với cái đó, chứ không đi tu dạo nó mất thời gian và nó không có lợi ích. Cho nên hôm nay về rồi, sau cái khóa tu đó mà mình cảm giác là mình thấy nó bức rứt và thấy nó phiền não nhiều hơn, là biết sao không? Mình bỏ vô trong cơ thể mình hai thứ mà mỗi thứ đó chưa được tiêu hóa một cách trọn vẹn. Cho nên đừng có để cho cơ thể mình nó nhận vào đây quá nhiều những cái thông tin ADN và những cái phương pháp phức tạp mà bản thân mình chưa đi vào cái phương pháp nào cụ thể hết. Thì cái cơ chế này nó chưa có hiểu được cái hoạt động một cách rõ ràng của phương pháp nào cả, thì nó bắt đầu rối lắm với nhau. Không biết niệm Phật A Di Đà, niệm Quan Âm cái nào hữu hiệu không ta? Cái vô minh và lòng tham mới nói câu đó. Mình đang lựa chọn, thế mình rõ ràng để hành động thôi, mê mờ với lựa chọn cái nào tốt hơn cái nào cho cái tôi bản ngã của mình. Thành ra pháp môn không quan trọng, cách thức của mình ở trong cái pháp môn đó là mình chuyên nhất. Và cuối cùng thì thân tâm này phải là cái nơi sự thật mình được khám phá. Và thiền tịnh gì cuối cùng tu ở cái cõi này nè, phải hồi hướng về bên kia. Và nếu như mà mình tu với ông Thanh, ông Thanh Từ, mình thấy thân tâm mình yên nhẹ và mình thấy tiến bộ chuyển hóa tốt, thì đó là người có duyên, có duyên với vị thầy nói tự động mình chuyển hóa tốt. Nó còn cái này là bí quyết nữa. Mình nói thì rất là nhiều như thế, nhưng cuối cùng cái nhân duyên của mình với cái vị thầy đó có không? Nếu có vị thầy đã nói mình hiểu, mình bừng lên, mình sáng. Hai từ sư phụ mình gọi từ đó. Sư phụ là sao? Bổn sư, vị thầy hai tâm điểm trí cho mình. Và có thể những pháp môn khác rất hay, nhưng mà sau mình vô mình tu không có lợi ích, là nó không có cái nhân duyên giữa tình thầy trò đó. Rồi, kính cảm ơn câu hỏi của cô Hà Ngũ Nguyễn nha. Dạ, con xin chào ông thầy. Thầy là dạ. Giống như xin con ra lại một lần nữa. Thật sự con rất cảm ơn thầy. Dạ, giờ con sáng suốt hơn. Cái câu của cô đó là cái câu của đại chúng, đó là cái bệnh chung của người tu và người mới bắt đầu hành tiền. Rồi, con cảm ơn cô và đại chúng đã có buổi tu tập tới hôm nay. Con kính thỉnh đại chúng trang nghiêm mà chúng ta hồi hướng.